Liên quan đến việc mua kit test của công ty Việt Á, ngày 27 tháng 5 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 cán bộ lãnh đạo tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Đắk Lắk để điều tra về tội vi phạm quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Những bị can bị khởi tố tại CDC Đắk Lắk gồm giám đốc Trịnh Quang Trí, trưởng phòng tài chính kế toán Trần Thanh Mỹ, phó trưởng khoa xét nghiệm Đặng Minh Tuyết nhân viên khoa xét nghiệm Trần Thị Nguyên Hằng và nhân viên khoa dược Trần Thị Mai Anh. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắc đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can này. Trong năm bị can bị khởi tố, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắc đã có quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 bị can Trịnh Quang Trí, Trần Thanh Mỹ và Trần Thị Nguyên Hằng. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắc cũng khởi tố bị can đối với Đinh Lê Lê Na, nhân viên kinh doanh của công ty Việt Á tại Đắk Lắc và Tây Nguyên vì có liên quan đến vụ án. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, CDC Đắk Lắc đã tạm ứng hơn 87.000 kit test COVID-19 của một số công ty, trong đó có công ty Việt Á. Sau đó, các cá nhân thuộc CDC Đắk Lắk đã hợp thức hóa hồ sơ bằng 4 gói thầu mua sắm để thanh toán hơn 13 tỷ đồng cho công ty Việt Á và một số công ty khác việc mua sắm thanh toán với đơn giá cao hơn nhiều so với giá thành chi phí sản xuất thực tế của công ty Việt Á đã gây thiệt hại tài sản của nhà nước hơn 6 tỷ đồng. Sau khi CDC Đắk Lắk thanh toán, công ty Việt Á đã chuyển cho Đinh Lê Lena Lê để chi cho các cá nhân tại CDC Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra.